Đã gần một tháng, chàng Quang Hải Chương Thạch Chu 981 của Trung Quốc vẫn ngang nhiên hiện diện tại vùng biển Hoàng Sa, thuộc vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hàng trăm tàu quân sự, trong đó có những tàu hộ vệ tên lửa và tàu cá chạy chạn của Bắc Kinh, cùng với máy bay trinh sát hàng ngày hung hãn tấn công đe dọa các tàu Việt Nam. Trong lúc Biển Đông dậy sóng, những hình ảnh trên mạng cũng hé lộ việc Trung Quốc rầm rộ chuyển quân về phía biên giới Việt-Trung. Các động thái này khiến mọi người không thể không đặt ra câu hỏi liệu chế độ Bắc Kinh sẽ lại tấn công quân sự vào Việt Nam như đã tiến hành vào năm 1979 hay không? RFI Việt ngữ đã đặt vấn đề này với nhà bình luận Phạm Chí Dũng, cựu sĩ quan quân đội ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin thân chào nhà bình luận Phạm Chí Dũng. Vụ chàng Quang Hải Chương Thạch Chu 981 đã làm nổi sóng dư luận với một câu hỏi thẳng thừng mà về phương diện quân sự là thứ bậc cao nhất trong phòng vệ quốc gia, đó là liệu Trung Quốc có tấn công quân sự Việt Nam vào thời điểm này hay không? Nhận định của anh về vấn đề này ra sao? Theo tôi là tất nhiên chiến dịch hạ đặt trái phép toàn quan Hải Dương 981 của Trung Quốc trên vùng lãnh hải của Việt Nam không còn mang tính chất như những vụ khiêu khích và gây hấn thông thường như trước đây, mà tính chất lần này nghiêm trọng hơn nhiều và cho thấy rõ ràng đây là một bước đi có tính toán của Bắc Kinh nằm trong một giai đoạn ngắn hạn nhằm phục vụ cho một chiến dịch trung hạn lấn chiếm lãnh thổ Việt Nam. Do đó mà không phải vô cớ, những quốc gia gần gũi và lãnh hải với Việt Nam ở khu vực Biển Đông như là Nhật Bản, Philippines và cả hạm đội 7 của Hoa Kỳ vốn chỉ liên quan gián tiếp đã phải bắn tín hiệu thực sự lo ngại về động thái mở rộng bành trướng của Trung Quốc. Rồi hẳn nhiên là một lần nữa, nhưng mà lần này nghiêm túc hơn nhiều. Cả dư luận lẫn giới quan sát Việt Nam và quốc tế đều muốn tìm lời giải cho việc Trung Quốc có thể tấn công Việt Nam vào thời gian này hay là không. Trước hết thì chúng ta nên xem xét những bất lợi đối với chính thể Trung Quốc nếu họ tiến hành một cuộc tấn công quân sự vào Việt Nam. Theo tôi thì có ít nhất một số bất lợi rất đáng kể có thể xảy ra đối với Trung Quốc. Vì từ sau cuộc chiến tranh lạnh Mỹ-Xô, thế giới đã tiến vào kỷ nguyên hội nhập và thỏa hiệp với nhau về nhiều mặt. Trong đó nổi trội là phương diện buôn bán thương mại song phương và đa phương. Tương quan như thế khiến không có một quốc gia có ảnh hưởng nào dám chịu thiệt lớn chỉ để đổi lại cái lợi nhỏ. Một trong số ít những cuộc chiến tranh chấp hải đảo gần đây nhất xảy ra vào năm 1982 giữa người Anh và người Argentina ở quần đảo Malvinas, nhưng mà cũng chỉ kết thúc sau có vài tháng. Có một chi tiết đáng chú ý là Anh luôn được xem là một trong những nước lớn ở châu Âu và nằm trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Rõ ràng là London đã không dám phiêu lưu quân sự. Còn ở châu Á thì Trung Quốc cũng được coi là một nước lớn dù chưa được xếp vào loại siêu cường như là Mỹ và Nga. Nhưng mà Trung Quốc cũng có chân trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và đó là lý do để có thể cho rằng bất kỳ hành động gây hấn hoặc xâm lược nào từ phía Bắc Kinh cũng làm ảnh hưởng đến đại cục địa chính trị trên thế giới mà các siêu cường khác không thể mọc vào. Những vụ việc Trung Quốc gây hấn tới Nhật Bản về quần đảo Senku Điếu Ngư hay là với Philippines về một số đảo nhỏ đã lập tức gặp phải sự phản ứng mạnh mẽ của không chỉ các quốc gia này mà cả với cộng đồng quốc tế. Ngoài Nhật có lực lượng phòng vệ bờ biển đủ mạnh, Philippines đã phải tính đến một việc là tìm kiếm một mối quan hệ tương trợ quốc phòng với người Mỹ để chống lại ý đồ xâm lăng từ Bắc Kinh. Và vào tháng 5 năm 2014 vừa qua thì họ đã đạt được kết quả khả quan khi thiết lập được hiệp ước tương trợ quốc phòng với Washington và do vậy sẽ hợp thức hóa sự có mặt của hạm đội 7 của Hoa Kỳ ở vùng lãnh hải Philippines bất cứ khi nào Trung Quốc gây hấn. Có thể thấy hậu quả mà Bắc Kinh không tính kỹ trước khi hành động xâm chiếm biển đảo chính là ở chỗ này. Tức là họ đã khiến cho một số nước nhỏ trong khu vực đang nổi lên khuynh hướng liên kết với nhau theo cách mà phong trào không liên kết đã liên kết với nhau vào nửa cuối thế kỷ 20 và tìm đến sự trợ giúp của người Mỹ để hạn chế rủi ro. Xu thế này cũng đang diễn ra với Việt Nam. Ngay sau vụ việc giàn khoan Hải Dương 981, chúng ta có thể thấy là giới lãnh đạo Việt Nam cho dù một số trong đó vẫn thề tốt 16 chữ vàng với Trung Quốc, nhưng đã không còn dám xem thường hiểm họa ngoại xâm trước mắt và tương lai mất nước không còn quá xa. Và bất chấp tiếng nói hết sức yếu ớt của 3/4 bộ tứ, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng cùng ekip của ông ta đã tìm đến mối liên minh không chính thức đầu tiên với Philippines và sau đó có thể là một mối quan hệ quân sự ở mức độ nào đó với Hoa Kỳ. Theo anh thì hoạt động gây hấn của Trung Quốc sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến chính sách Biển Đông của Hoa Kỳ ngay vào thời điểm này ạ? Theo tôi là nếu Mỹ không can thiệp mà để cho Trung Quốc tự tung tự tác thì Mỹ sẽ gặp bất lợi lớn về tự do hàng hải, về an toàn hàng hải ở Biển Đông và do đó có thể sẽ bị phá sản phần lớn chính sách xoay trục sang châu Á Thái Bình Dương của Mỹ. Mà ai cũng biết là Biển Đông có một vị trí như là một cửa ngõ giao thương hàng hải và nếu cần có thể khống chế hoạt động quân sự của cả khu vực phía Nam và các nước xung quanh. Hiện nay, cuộc đua lớn nhất giữa Trung Quốc và Mỹ chính là điểm sung yếu này. Do vậy, nếu bị Trung Quốc qua mặt ở Biển Đông, thì mục tiêu an toàn hàng hải của Mỹ sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Vai trò của hạm đội Mỹ cũng không có ý nghĩa đủ lớn, làm cho chính sách của Mỹ về bảo vệ an ninh thế giới và cũng là an ninh của công dân Mỹ sẽ bị thất lạc.
Vừa qua có lời bắn tiếng về mối liên kết đối tác chiến lược với Việt Nam của tư lệnh quân đội Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ông Lockley. Đó là một minh chứng khá hoàn hảo về việc người Mỹ hoàn toàn không bỏ qua ý đồ phong tỏa Biển Đông của Trung Quốc. Và cũng mới đây thôi, lần đầu tiên từ khi nhậm chức Tổng thống Mỹ thì ông Barack Obama đã phải tuyên bố là sẽ điều binh đến Biển Đông nếu tình hình ở Biển Đông có thể xảy ra xung đột quân sự. Như vậy chúng ta nhận ra rằng người Mỹ không quá câu nệ vào câu chuyện làm ăn với Trung Quốc, bất chấp quốc gia đông dân nhất thế giới này là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ với giá trị buôn bán hàng năm lên tới 600 tỷ đô la. Thậm chí là ngược lại, nền kinh tế Trung Quốc đã phải đối mặt với quá nhiều khó khăn về tín dụng, nợ xấu, ngân hàng, làn sóng thoái vốn của giới đầu tư nước ngoài, thị trường xuất khẩu v.v. Và do vậy mà Trung Quốc phải cần đến các đối tác thương mại như Mỹ và Tây Âu hơn là phương Tây cần đến họ. Rõ ràng, kẻ nào quá tham sẽ bị cộng đồng tẩy chay, cũng như là hình ảnh suy yếu của nước Anh vào năm 1982 trong cuộc tranh chấp quần đảo Malvinas với Argentina. Những năm gần đây, Trung Quốc đã trở thành một trong những quốc gia bị oán ghét nhất trên hành tinh này. Nếu mạo hiểm gây ra một cuộc chiến tranh, dù chỉ quy mô nhỏ trong khu vực, thì Trung Quốc sẽ bị đại đa số quốc gia trong Liên Hợp Quốc quay lưng và họ sẽ bị cô lập. Đó chính là điều mà chủ nghĩa đại Hán phải tính đến một cách hết sức nghiêm cẩn, cho dù tham vọng bành trướng của họ lớn đến mức nào chăng nữa. Trong lịch sử thì người Việt Nam luôn sẵn sàng chống lại đến cùng tham vọng xâm lược của Trung Quốc, kể cả sau 1.000 năm Bắc thuộc. Anh có cho là lịch sử sẽ lặp lại nếu chiến tranh Trung Việt nổ ra vào thời gian tới hay không ạ? Những dấu hiệu mà tôi cho là rất cần chú ý và lượng giá. Nếu Trung Quốc đã rất tự tin kéo giàn khoan hải dương 951 vào vùng biển Việt Nam, thì sau khi xảy ra vụ bạo động ở Bình Dương, Đồng Nai và cuộc xung đột dẫn đến cái chết của công nhân Trung Quốc ở tỉnh Hà Tĩnh, thì các cơ quan tuyên giáo và báo đảng ở Trung Quốc, kể cả tờ Hoàn Cầu Thời báo là tờ báo rất hung hăng, đã có vẻ lắng tiếng khá đột ngột. Như vậy có thể nêu ra một giả thiết là Bắc Kinh đã không tính đúng và tính đủ về phản ứng của người dân Việt Nam với cái bước đầu xâm lăng của Bắc Kinh, cho dù có thể là Trung Quốc đã lường trước và có thể điều khiển được phản ứng của giới lãnh đạo cầm quyền Việt Nam. Trong lịch sử Việt Nam, chưa bao giờ chủ nghĩa đại Hán nô dịch được đất nước này như một chư hầu trọn vẹn. Sau hàng loạt triều đại lịch sử kháng Trung thành công như từ thời Hai Bà Trưng, Đinh, Lê, Lý và Hậu Lê, thì những cuộc xâm lược gần nhất của Trung Quốc chỉ là sự tồn tại rất ngắn ngủi về mặt thời gian của đội quân 20 vạn của triều đình nhà Thanh ở Thăng Long vào cuối thế kỷ 18, hoặc sự tồn tại ngắn ngủi không kém của đội quân cũng 20 vạn người của Tường Giới Thạch ở miền Bắc Việt Nam vào năm 1945. Nhưng mà ngắn ngủi nhất là lực lượng lên tới 60 vạn người của Trung Quốc nhưng mà bị thiệt hại đến 10% quân số trong cuộc tấn công biên giới phía Bắc Việt Nam năm 1979. Lịch sử và ưu thế kháng chiến đã nghiêng về Việt Nam, và đó là điều hiển hiện. Biện chứng lịch sử cũng cho thấy là các chế độ chính trị Trung Hoa luôn sai lầm khi đánh giá thấp tinh thần phản kháng của người dân và quân đội Việt Nam, đặc biệt vào những bối cảnh mà họ cho là triều chính Việt Nam đang phân hóa và rối loạn như hiện nay. Nhưng cũng chính là cái yếu tố rối loạn nội bộ mà Trung Quốc tưởng là một ưu thế để có thể gây áp lực với Hà Nội lại khiến nảy sinh xu hướng công khai hóa quan điểm ngả sang phương Tây của một nhóm không nhỏ các chính khách Việt Nam. Tôi cho đây chính là một bất lợi lớn đối với Trung Quốc khi phần lớn, nếu không nói là tất cả giới lãnh đạo Việt Nam đã như là tỉnh ra, ngộ ra bản chất thật của mối quan hệ bốn tốt với Trung Quốc là như thế nào. Cùng lúc thì bất cứ quan chức Việt Nam nào cũng phải tính đến tương lai cho cá nhân họ nếu họ chủ hàng trước Trung Quốc, và tương lai ấy cùng lắm cũng chỉ là ngựa xe vài cỗ quân hầu lơ thơ nếu Việt Nam bị biến thành chư hầu của người bạn phương Bắc đầy xã tâm. Có một bất lợi khác là nếu Trung Quốc tấn công Việt Nam vào thời điểm này thì sẽ khiến cho một bộ phận quan chức thân Trung bị lộ diện và sẽ bị cô lập. Mà truyền thống người Việt xưa nay là không thể chấp nhận được những Trần Đình Sắc hay là Lê Chiêu Thống. Và nếu như là những nhân vật tái thế thời hiện đại đó bị cô lập quá sớm thì Trung Quốc sẽ không còn nhiều cơ hội để thực hiện chiến thuật mua chuộc, khống chế lãnh đạo để sau đó bắt toàn bộ giới lãnh đạo Việt Nam phải phụ thuộc vào ý chí của Bắc Kinh. Còn bất lợi về hiệu quả kinh tế nếu Trung Quốc xâm lược Việt Nam? Đây chính là câu hỏi khó trả lời nhất đối với Trung Quốc. Câu hỏi này cũng tất yếu dẫn tới một câu hỏi kết nối là Trung Quốc tấn công Việt Nam sẽ được lợi gì nếu thiệt hại về kinh tế của họ là khó có thể bù đắp được. Vì trong lịch sử buôn bán giữa hai chiều với các quốc gia trên thế giới thì Việt Nam bị phụ thuộc vào Trung Quốc là nhiều nhất. Có ít nhất là 35% nguyên liệu dùng cho sản xuất ở Việt Nam phải nhập khẩu từ Trung Quốc. Và cơ cấu này đang gây khó khăn rất lớn cho việc Việt Nam tham gia vào Hiệp định TPP. Ứng với một điều kiện không thể thay đổi của TPP là Việt Nam phải chuyển đổi vùng nguyên liệu nhập khẩu từ các nước ngoài TPP như Trung Quốc về các nước trong nội khối TPP. Chỉ từ sau năm 2000 đến nay thì giá trị nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc đã tăng chẵn đến 100 lần. Và hiện thời Việt Nam đang phải nhập siêu từ 23 tới 24 tỷ đô la hàng năm từ Trung Quốc. Đó là một sự mất cân xứng quá lớn và làm lợi rất nhiều cho Trung Quốc. Và cũng cho đến nay thì về đầu tư nước ngoài, Trung Quốc có gần 940 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn gần 5 tỷ đô la. Những giá trị thương mại và đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam cho thấy là Trung Quốc có khá nhiều việc phải lo lắng nếu chiến tranh nổ ra. Vì khi đó thì cơ chế nhập khẩu chính thức qua cửa khẩu Việt Nam sẽ đương nhiên chấm dứt. Rất nhiều doanh nghiệp Trung Quốc sẽ khó lòng tồn tại được.
và cũng rất có thể sẽ xảy ra một làn sóng tẩy chay hàng hóa Trung Quốc và càng làm khó cho sự tồn vong của giới đầu tư Trung Quốc tại Việt Nam. Một minh chứng mà chúng ta có thể thấy là sau vụ giàn khoan Hải Dương 981 thì ở nhiều vùng và cũng từ một doanh nghiệp lớn cho tới một bà bán tạp hóa ở chợ thì tâm lý ngán ngại nhập hàng Trung Quốc là khá phổ biến. Mặc dù cho tới nay chưa có một chiến dịch nào về tẩy chay hàng Trung Quốc được công bố chính thức, nhưng rõ ràng là một số mặt hàng Trung Quốc vẫn bị coi là ẩn chứa rủi ro độc tố như là thực phẩm nhựa vân vân đã bị giảm đáng kể sức tiêu thụ. Với không ít bất lợi đã mô tả, tôi cho rằng Trung Quốc sẽ chưa dám mạo hiểm tấn công Việt Nam ngay vào thời điểm này. Thưa anh, nhưng hiện thời vẫn đang có thông tin là có thể xảy ra chiến tranh, chẳng hạn như một tờ báo Hàn Quốc đưa tin về việc có đến 300.000 quân Trung Quốc đã áp sát biên giới Việt Trung. Tôi cho rằng những tin tức đó chỉ đơn giản là chiến tranh tâm lý, có thể là do chính Trung Quốc tung ra trên mạng Internet và cho vài tờ báo của nước ngoài. Thậm chí là còn có tin đồn về lực lượng quân đội Trung Quốc dùng để tấn công Việt Nam lên đến hơn 500.000 người, hoặc định là sẽ công chiếm Việt Nam trong đúng một tháng. Và chiến tranh có thể diễn ra ngay vào mùa hè này, thậm chí vào tháng 6 năm 2014 này, vân vân. Bao giờ cũng vậy thôi. Trước hoặc sau mỗi hành động gây hấn thì Bắc Kinh đều sử dụng tối đa loa phóng thanh một chiều nhằm mục đích gây nhiễu. Có một chuyện khá khôi hài nữa là giữa hai nhà nước Trung Quốc và Việt Nam đang diễn ra một trận khẩu chiến mà dân Hà Nội gọi Bắc Kinh là chí phèo. Còn Trung Quốc lại còn Việt Nam là nhân vật ả huy trong tiểu thuyết của nhà văn Lỗ Tấn. Thực ra tôi không để ý nhiều đến hoạt động này. Vì điều đơn giản mà chúng ta có thể rút ra là nếu Trung Quốc thực sự có kế hoạch gây xung đột quân sự hoặc tấn công tổng lực Việt Nam, vì để giữ yếu tố bất ngờ trong khai chiến thì họ đã không cần phải khẩu chiến theo kiểu cù nhảy hoặc là tung thông tin giả quá hung hãn để tạo tin đồn và gây xáo trộn đời sống chính trị Việt Nam. Có một dẫn chứng khác cũng có thể dễ thấy là nếu Trung Quốc có ý đồ tấn công quân sự thì họ đã không phải dùng lại các kiểu xảo và chơi xấu, chẳng hạn như là dùng tàu lạ từ mà một số báo nhà nước Việt Nam cho đến giờ này vẫn chưa thể chui ra khỏi chân để tâm hút tàu cá Việt Nam mà đã gây ra hai cái chết cho ngư dân ở Quảng Ninh vừa qua. Theo tôi thì sẽ chẳng có một hành động mạo muội xứng đáng nào từ phía Trung Quốc ngay vào thời điểm này. Kể cả hiện tượng họ rút công nhân Trung Quốc đang làm việc tại Hà Tĩnh về nước hay là sơ tán chuyên gia thì cũng chỉ là động tác giả, động tác tâm lý nhằm gây áp lực bộ chính trị Việt Nam mà thôi. Dạ, nếu vậy thì theo anh, Trung Quốc sẽ thực sự tấn công Việt Nam trong những điều kiện gì và vào lúc nào ạ? Tôi cho rằng Trung Quốc chỉ tấn công Việt Nam nếu hội tụ các điều kiện. Thứ nhất là kinh tế khủng hoảng, thứ hai xã hội rối loạn, thứ ba nội bộ chính trị phân hóa đủ sâu và có thể tan vỡ sức chiến đấu của quân đội giảm sút mạnh. Mà cũng phải thêm một điều kiện không thể thiếu là giới kinh tài Trung Quốc đủ sức chi phối và lũng đoạn phần lớn một số ngành quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Hiện thời thì nền kinh tế Việt Nam đang dậm chân vào khủng hoảng và tất cả đã chỉ còn chờ thời gian mà thôi. Bất ổn xã hội cũng đang mau chóng chuyển thành rối loạn xã hội và có thể dẫn đến khủng hoảng xã hội. Nếu đến năm 2016-2017 kinh tế Việt Nam thật sự rơi vào khủng hoảng thì tất xã hội sẽ khủng hoảng theo. Khủng hoảng xã hội cộng hưởng với khủng hoảng kinh tế hầu như chắc chắn sẽ dẫn đến khủng hoảng chính trị. Đó là điều kiện cần và cũng là điều kiện đủ của một dân tộc trong vận khí suy vong. Trong trường hợp đó thì tôi không hy vọng là quân đội Việt Nam còn duy trì được khả năng sẵn sàng chiến đấu như là những năm trước. Và đó lại là cơ hội vàng để nếu muốn và không quá bị chi phối bởi sự cô lập của quốc tế, Trung Quốc có thể nuốt gọn Việt Nam trong một kế hoạch quân sự với tỷ lệ 3:1. Chà, tại sao anh lại cho là Trung Quốc cần huy động quân đội 3:1? Anh có thể giải thích cụ thể thêm được không ạ? Xuất phát từ chiến thuật biển người truyền thống của họ mà thôi. Trong chiến dịch xâm lược biên giới năm 1979, toàn bộ lực lượng, kể cả hậu cần và dự bị của Trung Quốc lúc đó là 600.000 quân. Trong khi đó Việt Nam chỉ chủ yếu đối phó bằng lực lượng quân sự địa phương và một bộ phận lực lượng bộ đội chính quy. Có những cái trận đánh ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Hòa Liên Sơn thì thông báo quân sự hồi đó cho biết là cái tỷ lệ đối kháng giữa quân Trung Quốc và bộ đội Việt Nam lên đến tỷ lệ là 5:1, thậm chí là 10:1. Tuy thế là cuộc chiến vẫn kết thúc với thất bại của người Trung Quốc và chiến dịch xâm lược đó đã chấm dứt với 60.000 thi hài của lính Trung Quốc. Còn bây giờ thì có những thông tin nghiên cứu cho biết là tuy xét về số lượng, Việt Nam là quốc gia có lực lượng quân đội hùng hậu nhất khu vực Đông Nam Á với khoảng nửa triệu bộ đội chính quy và khoảng 5 triệu quân dự bị. Nhưng mà quân đội Trung Quốc lại duy trì số lượng đông thuộc loại nhất trên thế giới cùng chi phí quân sự đứng thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ. Đó là một ưu thế để khi phát động chiến tranh, Trung Quốc sẽ dễ dàng huy động ít nhất nửa triệu quân từ các tập đoàn quân ở Vân Nam và Quảng Tây, chưa kể hạm đội Nam Hải. Thậm chí là tôi cho rằng với chiến thuật biển người được duy trì từ cuộc chiến tranh Triều Tiên những năm 1950, thì Trung Quốc có thể huy động một lực lượng tăng thiết giáp gấp nhiều lần Việt Nam. Ngay cả với xe tăng họ T của Liên Xô cũ thì Trung Quốc cũng có nhiều tăng T-72 trở lên, trong khi Việt Nam vẫn chủ yếu là tăng T-54 và T-55 mà thôi. Một số chuyên gia đánh giá ưu thế quân sự của Trung Quốc có thể tỏ rõ trên mặt biển, nhưng còn trên đất liền thì sao? Đúng là Trung Quốc chỉ còn thiếu tàu sân bay mà thôi. Còn về quân chủng hải quân thì họ có đủ các loại tàu, kể cả tàu ngầm lớp kilo. Họ vẫn tự hào khoe khoang là chỉ riêng hạm đội Nam Hải của họ đã có thể làm chủ cả mặt biển Đông. Trong khi đó thì địa hình duyên hải Việt Nam có lợi thế kinh tế và du lịch là trải dài, nhưng mà trong chiến tranh thì điều đó lại là nhược điểm và có thể bị đối phương từ biển đánh úp bất cứ điểm bố phòng mỏng manh hoặc là sơ hở nào. Nhưng mà trên bộ, đánh trên bộ thì lại khác hẳn.
Dù được trang bị vũ khí và khí tài quân sự tối tân và có vẻ được đánh bóng về khả năng thiện chiến, nhưng mà quân đội Trung Quốc luôn đi sau Việt Nam khoảng 1/4 thế kỷ về trải nghiệm và kinh nghiệm trận mạc. Tức là đã 60 năm qua quân đội Trung Quốc không thực sự chiến đấu, trong khi bộ đội Việt Nam mới chỉ kết thúc chiến tranh tại chiến trường Campuchia từ cuối thập kỷ 80 mà thôi. Sự so le về thời gian như vậy cho thấy cái phản xạ tác chiến của bộ đội Việt Nam vẫn cao hơn binh lính Trung Quốc. Thêm vào đó, nếu tấn công quân sự theo hướng xẻ dọc qua các vùng biên giới phía Bắc về Hà Nội, thì quân đội Trung Quốc sẽ vấp phải địa hình rừng núi hiểm trở mà lực lượng tăng thiết giáp của họ khó lòng phát huy được hiệu quả tác chiến chiến thuật. Đến lúc đó thì có thể Trung Quốc mới được nếm trải chiến thuật chiến tranh du kích của người Việt Nam lợi hại như thế nào. Chúng ta nhớ là trong hầu hết các cuộc kháng Trung trong lịch sử, người Việt đã không bao giờ bỏ trống hậu phương địch quân, đặc biệt là tại những vùng sơn cước. Theo tôi là trong trường hợp Trung Quốc tác chiến trên bộ, dù với tỷ lệ 3-1 thì xác suất chiến thắng của họ vẫn chỉ là 5 ăn 5 thua. Và họ cần phải đặc biệt chú ý là bộ đội đặc công của Việt Nam rất thiện chiến. Nhưng mà đó chỉ mới nói là về cái sức kháng cự của quân đội Việt Nam. Còn nếu nhà nước Việt Nam mà đủ hồi tâm để biết cách huy động sức dân, thì một cuộc chiến tranh nhân dân sẽ được hình thành. Và đó chính là điều đáng sợ nhất đối với bất kỳ cường cường quốc xâm lược nào. Nếu một cuộc chiến tranh tổng lực chưa được Trung Quốc phát động vào thời điểm này, thì theo anh, họ có thể làm những gì tiếp theo vụ Tràng Khoang Hải Dương Thạch Chu 981? Họ sẽ trở lại bài bàn của những cuộc gây hấn và khiêu khích từ ít nhất năm 2011 đến nay, nghĩa là tạo mọi khó khăn đối với ngư dân Việt Nam dùng tàu cá hoặc là tàu hải giám chủ động va chạm hoặc đâm chìm và có thể dẫn tới tử vong cho ngư dân Việt. Còn trên bộ, họ có thể tiếp nối chuỗi khiêu khích bằng những cuộc xung đột vũ trang quy mô nhỏ và có thể dẫn tới sát thương bộ đội Việt Nam. Tình hình quấy rối như thế cũng có thể tương tự những gì mà lực lượng Khmer Đỏ đã gây ra ở biên giới Tây Nam đối với thường dân Việt Nam vào những năm 1978. Theo tôi thì ý đồ của Trung Quốc là chờ đến năm 2016-2017, khi mà tình hình Việt Nam xấu hẳn thì họ sẽ tấn công Việt Nam theo kịch bản Nga Crimea. Cần lưu ý là khác hẳn Việt Nam thì thế mạnh hiện thời của Trung Quốc là quyền lực tập trung vào một cá nhân Tập Cận Bình và Trung Quốc vừa mới thiết lập quan hệ tay đôi với Nga. Tuy nhiên, tôi cho rằng không phải Trung Quốc luôn rảnh tay để hành động, và bản thân Trung Quốc cũng gặp nhiều rắc rối. Kinh tế có xu hướng suy thoái, rồi phản kháng xã hội dâng cao, các khu tự trị Tây Tạng, Tân Cương và Nội Mông cũng gia tăng bất ổn. Và tình hình đó gần như tương tự với không khí xã hội Trung Hoa vào lúc triều đình Mãn Thanh xua 20 vạn quân do Tôn Sinh Nghị làm chủ tướng tràn vào Thăng Long trước một Lê Chiêu Thống đi băng đầu gối. Do vậy mà họa xâm lăng Trung Quốc vẫn còn có một hy vọng được giải tỏa phần nào bởi chính nguy cơ tan rã từ bên trong của nền kinh tế và do đó của chế độ độc đảng Bắc Kinh thiên về đàn áp như hiện nay. Nếu nguy cơ này được xác nhận thì Trung Quốc dù có gây chiến tranh với Việt Nam cũng nằm trong tình trạng bị suy yếu đáng kể chứ không thể gọi là mạnh mẽ. Vấn đề còn lại theo tôi là giới lãnh đạo chủ chốt Việt Nam có làm được cái gì để hạn chế hiểm họa từ Trung Quốc trong vài năm tới hay là không? Để đối phó với nguy cơ ngoại xâm ngày càng hiển hiện thì anh có hy vọng nào vào giới lãnh đạo Việt Nam hiện thời không ạ? Nếu không xét đến những gương mặt chính khách chưa xuất hiện, thì trong tất cả những gương mặt hiện nay và trong khoảng 2 năm tới, tôi chỉ hy vọng vào một nhân tố duy nhất là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng mà hy vọng này cũng chỉ mới manh nha và còn rất chật chọa. Có một cơ sở để có thể đôi chút hy vọng vào ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là bởi ông ta đang trong tình thế phải cứu nhà, cứu nước. Ai cũng biết nước mất thì nhà tan, nhưng muốn cứu nhà thì trước hết và dù muốn hay không lại phải cứu nước. Sau vụ giàn khoan Hải Dương 981 thì có vẻ như là ông Nguyễn Tấn Dũng đã dứt khoát hơn trong chính sách chuyển hướng xoay trục sang phương Tây. Để đối chọi với Trung Quốc, trước mắt người Việt cần ít nhất sự hỗ trợ của hạm đội 7 của Mỹ. Sau đó là một bản hiệp ước tương trợ quốc phòng với Hoa Kỳ như kết quả mà Philippines đã vừa đạt được. Và cuối cùng thì tốt nhất là Việt Nam phải trở thành một đồng minh quân sự với Hoa Kỳ như là trường hợp Nhật Bản và Hàn Quốc đã từng là. Tuy nhiên, cần chân thật mà nói rằng, hy vọng duy nhất vào Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rất có thể chỉ là một đốm lửa sớm nở tối tàn. Vì từ khi nhậm chức Thủ tướng vào năm 2006 đến nay thì ông Dũng đã đưa ra khá nhiều lời cam kết trước quốc dân đồng bào. Nhưng mà thời gian sau những lời hứa đó lại chỉ là một khoảng trống thất vọng, mênh mông. Còn bây giờ thì khi mà nước đã đến chân và không thể không nhảy, người dân Việt đang chăm chú, chăm chấm chờ đợi những hành động của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, như là tiến hành thủ tục kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế hay đưa ngay luật biểu tình vào đời sống để người dân có cơ hội phản kháng Trung Quốc, chứ không phải chỉ bằng vài câu tuyên bố có vẻ cảm tính và do cảm tính như vậy mà sẽ bị trôi giặt ngay vào lãng quên nếu ông ta không làm gì cả. Xin rất cảm ơn nhà bình luận Phạm Chí Dũng đã... Gần đây, Trung Quốc và Việt Nam đã xảy ra tranh chấp trong vụ giàn khoan thăm dò dầu khí. Chính phủ Việt Nam đã yêu cầu Trung Cộng chấm dứt ngay hoạt động này và cho rằng phán quyết đưa giàn khoan HD981 vào Biển Đông của Bắc Kinh là bất hợp pháp. Điều này được nhận định rằng Trung Cộng đang cảnh báo Tổng thống Barack Obama không nên can thiệp vào tranh chấp lãnh thổ Biển Đông, mặc dù gần đây ông mới đến viếng thăm châu Á.
Ngày 3 tháng 5, Cục Hải sự Trung Quốc đã phát hành một thông cáo trên website rằng giàn khoan dầu HD981 đã bắt đầu hoạt động tại vị trí 15 độ 29 phút 58 vĩ độ Bắc và 111 độ 12 phút 06 kinh độ Đông tại Biển Đông vào ngày 2 tháng 5, sẽ tiếp tục hoạt động cho đến hết ngày 15 tháng 8. Đến ngày 4 tháng 5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình phát biểu rằng tọa độ giàn khoan dầu HD981 là thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Mọi hoạt động của ngoại quốc trên vùng lãnh hải Việt Nam mà không được Việt Nam cho phép đều phi pháp và không hợp lệ. Ngày 5 tháng 5, đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh cho biết tại buổi họp báo thường kỳ rằng hoạt động của giàn khoan là hoàn toàn nằm trong vùng lãnh hải thuộc quần đảo Hoàng Sa của Trung Quốc. Cũng trong cùng ngày, Cục Hải sự Trung Quốc đã mở rộng bán kính vùng cấm quanh khu vực khoan dầu lên 4,8 km. Đến ngày 6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki đã phát biểu tại buổi họp báo về tình hình Biển Đông rằng giàn khoan di động của Trung Quốc là hành động khiêu khích và cố tình gây căng thẳng trong khu vực. Nhà bình luận Lý Thiện Giám tin rằng Trung Cộng cố tình gửi thông điệp đến Tổng thống Mỹ Barack Obama sau chuyến công du châu Á của ông. Thực tế, hành động này là để đáp trả chuyến công du đến các nước châu Á của Obama. Gần đây, ông đã đến thăm 4 nước, nhưng không bao gồm Trung Quốc. Rõ ràng, chuyến viếng thăm của ông là để tăng cường mối liên hệ với 4 nước Đông Nam Á này. Mục đích của ông là để kiềm chế sức ảnh hưởng của Trung Quốc lên châu Á, bởi ông tin rằng Trung Quốc sẽ gây mất ổn định tại Đông Nam Á. Trung Cộng không muốn chứng kiến điều đó, nên cố tình cho người Mỹ một bài học. Tôi không nghĩ rằng Trung Cộng đang cố gây sự chú ý sau vụ tấn công khủng bố của phần tử ly khai tại Tân Cương. Về vấn đề Biển Đông, nó không muốn Mỹ can thiệp vào. Người Mỹ có học thuyết Monroe và có sức ảnh hưởng lớn thì Trung Quốc cũng có thể điều hành những vấn đề của riêng nó. Hoa Kỳ không muốn nó ảnh hưởng tới khu vực này thì nó cố tình gây căng thẳng. Thậm chí, nếu Việt Nam không hài lòng thì họ nên đàm phán trực tiếp với Trung Quốc. Theo Agence France Presse, chuyến thăm của Obama là để xoa dịu các đồng minh châu Á trước tham vọng bành trướng của Trung Cộng và khẳng định lại cam kết của Mỹ với các quốc gia này là không thay đổi. Trong những năm gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền khốc liệt với các nước láng giềng, bao gồm đảo Điếu Ngư với Nhật Bản, còn được gọi là đảo Senkaku trong tiếng Nhật. Trung Cộng còn hùng hồn tuyên bố rằng toàn bộ Biển Đông thuộc chủ quyền của mình. Tuy nhiên, Philippines, Đài Loan, Malaysia, Brunei và Việt Nam cũng khẳng định chủ quyền biển đảo tại đây. Cuối tháng Giêng, Manila đã kêu gọi Liên Hợp Quốc làm trọng tài quốc tế cho chủ quyền trên bãi đá vàng, cách 220 km tính từ bờ biển Philippines. Tuy nhiên, ông Lý Thiện Giám cũng lưu ý rằng Trung Cộng đã bán hàng triệu km vuông đất kể từ năm 1949 khi nó chính thức lên cầm quyền. Khi cần huy động tình cảm dân tộc, đánh lạc hướng sự chú ý, nó sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng nếu Trung Cộng tìm kiếm sự hợp tác quốc tế, đặc biệt khi thế giới đang chỉ trích nó về vấn đề nhân quyền, nó cũng rất ngần ngại với quyết định nhượng bộ lãnh thổ. Trung Quốc chẳng đời nào quan tâm đến lãnh thổ. Nó chỉ quan tâm đến quyền lực và quy tắc cai trị của riêng mình, bất kể cứng hay mềm thế nào. Joseph Bosco, chuyên gia tại Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế Washington cho biết, các nước Đông Nam Á đều cho rằng hành động tranh chấp lãnh thổ của Trung Quốc là cố tình gây hấn. Hơn nữa, Trung Quốc còn đang tiến hành cải tạo lớn tại rạn san hô quần đảo Trường Sa. Chuyên gia quân sự Macau, Hoàng Đông Đối trả lời nhật báo Apple rằng Trung Cộng đang chú ý nhắm vào Việt Nam bởi quốc gia này hiện đang nắm giữ hầu hết quần đảo Trường Sa và đang chuẩn bị cho hoạt động quân sự nhằm tăng cường kiểm soát tại Biển Đông. Dậy mà đi bước tu vòng gông cùng, sức mạnh.
mạnh nào bằng sức mạnh toàn dân. Dậy mà đi, khắp năm châu cùng bước đi, cây tự do đã ươm trong lòng đất quê. Cành hoa lại tỏa hương xa, truyền tin mừng đến mọi nhà, cây tự do từng bừng nở hoa. Dậy mà đi, bước thông phòng rung cung cung, chế độ này là chế độ mỹ dân. Dậy mà đi, bước thông phòng rung cung cung, chế độ này là chế độ phi nhân. Dậy mà đi, bước chân tự do, nhà của ta cớ sao cho kẻ thù. Ruộng của dân cớ sao bị tịch thu, nhà Việt Nam cớ sao như trại tù. Dậy mà đi, phá tung nhà lao, chẳng vùng lên sẽ luôn luôn khổ nghèo. Chẳng vùng lên sẽ muôn năm ngục tù, chẳng vùng lên cháu con nô lệ tàu. Dậy mà đi, bước tung vòng lâm xuyên, trong bao quyền là nước nhà ngựa mà. Người đứng dậy một lòng gọi cơn nắng mai, vũ khí
trong tay đấu tranh quyết không khoan nhượng. Bóng người dập đường ai bình diệt quân bất lương. Việt Nam ta đứng lên cùng sông pha khói tên. Việt Nam con cháu thiên nguyện đem thân đam mê. Làm người cùng kẹp bao đời nào để quân gian thao lui. Tiếng sóng linh giang đã xua hết quân tham tàn. Mau người quỳnh phù thấm vào từng bông lúa vàng. Việt Nam ta đứng lên cùng sông pha khói tên. Việt Nam con cháu tiên nguyện thành thì bưng quyền lửa dậy trong đêm chiến tranh. Tiếng thép xung phong đã bao khắp trên quê mình. Mấy mươi triệu người một lòng cùng nhau đứng lên. Việt Nam ta đứng lên cùng sông pha khói tên. Việt Nam con cháu tiên nguyện hàng chiều dân Việt, hàng chiều con tim đơn đau. Xóa hết đêm sâu, nắm tay bắc ngang nhịp cầu. Quốc nội hải ngoại chung đường và chung sức nhau. Việt Nam ta đứng lên cùng sông pha khói tên. Việt Nam con cháu nguyện đem thân đam mê.
đời ngày sau tan lửa khó. Việt Nam đau từng cơn xót xa nhìn đời người lầm than đói khổ nghèo nàn kẻ quyền uy giàu sang dối gian. Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất mà giặc tàu ngang tàn trên quê hương. Trong kẻ nhu nhược bằng nước Việt Nam. Việt Nam ơi, thời gian quá nửa đời người cuộc đời ngày sau tan lửa khói. Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót dạ nhìn đời người lầm than đói khổ nghèo nàn kẻ quyền uy giàu sang dối gian. Giờ đây Việt Nam còn hay đã kẻ nhu nhược van nước Việt Nam. Xin hỏi anh là ai, sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai, sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai, không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu, ngăn bước tôi trong giặc tàu ngoại xâm. Xin hỏi anh ở đâu, sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi. Dân tộc anh ở đâu, sao đang tâm làm tay sai cho tàu. Để ngàn sao ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào. Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng, dân tộc tôi sắp phải đắm chìm 1000 năm hay trên miền Tam tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người.
hỏi anh là ai, sao bắn tôi làm điều gì sai. Xin hỏi anh là ai, sao đánh tôi chẳng một chút nương tay. Xin hỏi anh là ai, không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu, ngăn bước tôi chống giặc tàu ngoại xâm. Xin hỏi anh ở đâu, sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi. Dân tộc anh ở đâu, sao đang tâm làm tay sai cho tàu, để ngàn sau ghi dấu bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào. Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng, dân tộc tôi sắp phải đắm chìm một ngàn năm hay trên miền tâm tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam. Tôi không thể ngồi yên